Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã đến với channel của Kilohack. Tại đây mình chuyên tập hợp những game hay, game thú vị, game chất lượng, cũng như là đừng quên phá game theo cách của bạn. Và con game hôm nay mình hướng dẫn các bạn tiếp đó là con Mighty Quest for Epic Loot RPG. Thì đây là một thể loại game mà mình nghĩ là được khá nhiều ưa chuộng, trong đó có cả mình. Thì mình cũng khá là thích cái con game mà có thể loại như này. Dĩ nhiên là ngày trước thôi, giờ thì mình đã ít chơi game rồi. Và chỉ hack game theo yêu cầu của bạn trên group thôi. Và Mighty Quest cũng thế. Hôm nay thì không chắc là đăng nhập luôn, mình nghĩ sẽ đăng nhập luôn. Có lẽ mình thấy cái phần đăng nhập nó thế nào, nó lâu dã man luôn, mà đôi khi còn lỗi nữa cơ. Hy vọng nó vào được, nãy mình vào mãi mới được. Sau khi test hồi, test lên test xuống, test qua test lại thì mình thấy là con này chỉ hay bất tử thôi các bạn ạ. Hay máu. Đây là account mình rồi. Mình đã xóa dữ liệu rồi, vẫn cứ lưu các bạn. Thế tức là con này mà bị ban một phát là coi như là đi luôn, đã chọn xóa đi luôn. Mình sẽ vào test hack thử luôn. Con clip này chắc cũng sẽ ngắn thôi, bởi vì nó chỉ là hack bất tử thôi, nên là chỉ hack trong game thôi. Các bạn nhìn số máu cho mình, các bạn tìm kiếm số máu cho mình. Con này thì các bạn chọn Mighty Quest này. Cái dữ liệu đây là Anonymous nhé. Này. Tìm kiếm cho mình 849 851. Đây, nó là cái này. Đó, thì nó là cái số liền trước và số liền sau của số hiển thị này. Kiểu là kiểu float nhá. Tìm kiếm thôi. Rồi, giờ ra cho quá nó đập. Mày. Rồi, 848 nha. 848 thì mình lại phải tìm 847 cho đến 849. Đây, để cho những bạn mà không sẽ nghe tiếng mình thì các bạn hiểu được cái đấy. Đó, là nó sẽ tăng một giá trị. Các bạn vào, các bạn đông cứng cho mình. Không, đừng mắc làm gì cả, cứ đông cứng thôi. Mình chưa thử với các trường hợp mà hack mắc lên. Nhưng mình nghĩ là như này là đủ rồi, các bạn nâng cấp nhân vật của mình lên nữa thì gần như là các bạn bất tử. Dĩ nhiên là các bạn sẽ chỉ bất tử khi mà các bạn chịu đam trong một khoảng thời gian mà không số đam không đủ là bạn chết, thì số máu các bạn sẽ reset về như cũ. Còn nếu ví dụ các bạn có gần đấy như mình 850 máu mà ăn một hit 900 máu là mình vẫn chết như bình thường nhá. Đây mình ở đây cho đủ gà đánh thoải mái giết mình. Mình sẽ ra test bot. Sống thì chết đất rồi. Ở cái clip này thì mình cũng chỉ hướng dẫn hack bất tử máu với nghề thôi. Còn các chỉ số đam các thứ thì nó mã hóa rồi. Và không may trong con game là mình lại tìm được cái giá trị đấy rồi. Nên nếu mà clip này được ủng hộ nhiều like thì chắc chắn rồi, mình sẽ làm một clip hướng dẫn hack các chỉ số còn lại và hack tài nguyên nhá. Và hack tiền vàng các thứ này. Mình sẽ test hết với máy bot đâu. Tao chờ hết chúng mày luôn này. Đây, đánh ta đi. Đánh ta đi, đánh ta đi. Nhưng mà đánh thoải mái lắm các bạn ạ. Mình siêu trâu luôn mà. Một hit. Ai nhỉ? Không chết được. Buồn. Sao? Khi vào mỗi ván game kết thúc thì các bạn cố gắng bỏ Fizzy cho mình nhé. Đó. Xong rồi xóa đi. Tẩy đi.
Rồi. Sau mỗi vào mỗi văn mới thì các bạn lại hack lại như thế một lần nữa. Rồi, mình sẽ test luôn cho các bạn. Mình không chơi con game này nên là mình cũng không không biết được là cái các chỉ số nó mình không thể biết được nhiều cái hack. Mình sẽ thử vào một lần nữa cho các bạn làm lại một lần nữa. Tám năm hai đúng không? 852 thì mình phải tìm 851. 851 đến 853. Rồi. Tám bốn năm thì mình sẽ tìm 844 đến 846. Rồi, chúng ta tiếp tục đông cứng cái giá trị này vào. Và lại tiếp tục hưởng thành quả thôi. Đó, đánh thoải mái luôn. Máu vẫn thế. Chắc là clip hướng dẫn mình dừng ở đây thôi. Cảm ơn các bạn đã xem video giờ phút này. Đừng quên nhấn like, share, subscribe để ủng hộ cho kênh của mình nhé. Comment nếu như các bạn có bất kỳ câu hỏi gì hoặc là muốn mình làm thêm cái game này về hack những cái chữ khác cũng như hack tài nguyên thì đừng ngại comment hoặc tham gia group thông báo cho mình. Nếu như nhiều người ủng hộ và clip này được nhiều like thì mình sẽ chắc chắn mình sẽ làm thêm một clip hướng dẫn hack dam hay các chỉ số khác mà những chỉ số các bạn không thể tìm thấy qua cách bình thường được. Cảm ơn các bạn đã xem video. Xin chào và hẹn gặp lại những clip tiếp theo. Bye bye.